ra nhà không? Ra ngay! Không dám đến nhà anh ruột à? Lửa cháy cũng có cái đẹp của nó chứ. Thì sao? Không ai dám chú báo gì cả. Cả Thuận nó vẫn ở làng. Các anh làm việc coi lờ đờ lắm. Nó ở đâu? Tôi không giữ nó ở trong túi tôi được. Ông Sùng này, hình như tổ chức tình báo khu tuyến của các ông điều tra cả vào tổ chức đảng của tôi. Xin lỗi, tôi không tin lắm cái tổ chức hàng mã của các ông. Im đi. Ông làm việc với ai? Ông nhạo báng ai? Khi công không giữ nổi được cái đất cộng sản gốc này. Thôi đi, tôi đến đây theo lệnh của ông chủ. Chi bộ chúng nó còn nằm lại, đích xác có 3 tên. Cả Thuận, Pháu, anh thằng Vệ và một đứa là Hồ Thị Hạnh. Còn nhiều phải không? Hạnh là bí danh mới được kết nạp. Tôi cũng đồ chừng là con Dịu, con Mai và cũng có thể là con Thương. Đứa trẻ con nào cũng nói được như ông. Nếu ông không muốn mất chức quận trưởng Trung Lương thì ông hãy trả lời. Bí thư chi bộ ở đâu? Hạnh là đứa nào? Lý tưởng các ông không cần cái này chứ. Là lý tưởng nào cũng cần phải có tiền cả. Sao? Cả Thuận ở bên vườn dừa cú bảy. Chắc không? Chắc như bọn Vẹn hồi xưa đã tìm ra bố anh ở trong hầm ngầm dưới chân bức Xuân Hòa. Này, đừng có đốt ngà tôi đi nhá. Trong số vàng đó có cả số tiền tôi bồi thường cho ngôi nhà của ông bị đốt hôm nay. Hiểu thế chứ ông Trùm Đại Việt? Vào trại tập trung. Đi. Đi. Thank you.
khóc à? Tôi chưa quên cô đấy cô Mai à. Cha tội con mỗi ngày, không còn trông cái gì nữa. Diệu làm sao mà nhợt nhạt ra thế? Tôi khó ở mấy hôm nay. Cả Thuận bị bắt chắc Diệu thương lắm nhỉ? Dạ. Có thương. Không họ hà, không thân thích. Diệu thương tên cộng sản hay vì lẽ gì? Bắt cả nhường ruộng cứu đói cho bố con tôi, cho cả làng, ai cũng biết cả. Nhầm lẫn là chỗ ấy. Cộng sản kháng chiến nửa đường rồi bán nước cho Pháp chia cắt lãnh thổ là một tội, sùi dục dân chúng chống lại quốc gia là hai tội. Giết một người để cứu muôn người, Diệu không bằng lòng sao? Ai theo giặc, ai kháng chiến, dân làng đều biết cả. Bác cả cũng chống Pháp như mọi người trong làng. Giết một người không có tội không, như thế thì giết cả làng. Đi con đạo hả? Con này tuyên truyền đấu tranh cộng sản hả? Vì hiệp nghị người miền Nam ra Bắc, còn mày mới ở Bắc và Nam. Nếu có ai bắt bớ, tra tấn, trả thù gia đình vợ con mày ngoài đó mày tính sao? Tính sao này? Đấu tranh, tuyên truyền, tao trả chính trị cho gì hết. Trả đạo cũng đúng, trả thù những người kháng chiến. Đến bắt người, ngay đốt nhà. Thôi thôi tôi xin bà ra đây làm gì? Bà ra đây làm gì? Hiệp nghị dân đen nào? Cho phép bọn bay làm như vậy, hả? Bọn bay câm mà. Sùng, lại đây, lại đây tao hỏi. Mẹ mày chết khi mày vừa ra khỏi bụng mẹ, tao đỡ đẻ ra mày. Mày bằng con chuột đỏ hòn, 10 phần chết 9. Sùng, mày hãy nhìn vào đây. Cái gì đây? Bắn vào đây này. Không có bao nhiêu cái vú của các bà già nghèo khổ trong cái làng này, mày sống bằng gì? Mẹ bác cả Thuận, mày cũng búa, cũng dây, như một con chó dữ. Thiện giả ác báo, mày xem cả cái vùng này, cả cái tỉnh này, xưa nay có đứa nào phản phúc mà nên người không? Sùng, ai đây? Ai tha mạng mày ở chân bốt Xuân Hòa? Trình đồn trưởng á. Đoạn hại. Đồ đi. Đi. Quân sợ hạt. Đi. Này bà mẹ, nghĩ tình người một tròm một xã, tôi sẵn sàng quên chuyện cũ nếu bác trả lời đúng những câu tôi hỏi sau đây. Ai giết bố tôi? Tòa án nhân dân. Bố tôi đã hiến ruộng, đã đảm phụ quốc phòng, cũng đã đóng góp những người kháng chiến. Còn tội chỉ điểm cho giặc Pháp, giết hại mấy trăm người làng, người huyện rồi theo giặc, mày không kể tới. Khoan!
tôi sẽ ra lệnh cho chúng nó không đốt nhà bác. Nếu bác hối hận, bác và tôi ta cùng quỳ xuống, xóa bỏ oán thù. Tôi sẽ cho thuyền đưa bác sang sông. Ở bên kia, chắc bác gái và các cháu đang đợi bác. Thông thả đó các bạn. Tao quỳ nửa đời người rồi, đã đứng lên được là không quỳ xuống nữa. Nếu bác không muốn biến thành tro bụi, thì đây là câu hỏi cuối cùng. Cho đến bây giờ, bác còn tin vào những điều xưa nay đã làm không? Mục đích, lý tưởng cộng sản. Tao nhìn vào mắt mày, mà thấy mày run sợ. Tao còn sống phút nào, tao còn tin phút đấy. Gia đình, làng xóm sẽ sum họp. Đất nước sẽ thống nhất. Ơn đi. Đúng rồi. Hoa vàng. Bà con cho tôi nói đã. Đừng kêu khóc bà con. Dù kẻ đi có hung ác đến mấy, dù chúng có thiêu đốt được tôi, nhưng không thể nào thiêu đốt được cả dân làng khác. Sống chưa chọn tình, chọn nghĩa với bà con, tôi chỉ mong có một điều: bà con hãy thương yêu, đùm bọc lấy nhau, đừng mắc mưu chia rẽ của kẻ thù. Ngọn lửa chung đốt lên hôm nay, bà con nhớ đấy. Bà con hãy nghe tôi nói. Đừng kêu khóc trước mặt kẻ thù. Trong đấu tranh, việc sinh tử là lẽ thường. Nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành. Bà con thứ lỗi cho tôi. Cá! Cô giả mà! Cô giết người! Ô chủ tịch, bác Hồ muôn năm. Con giết người. Bác cả. Thank you.
và bà con bên đây đã quản liệm cho con theo tục lệ của làng. Bà con bên đây mang tội với cô bác bên đó đã không che chở được cho con. Sông Vinh chết thiêu phù hộ bà con sớm ngày thống nhất. Chắc anh không ngờ có ngày chúng ta lại gặp nhau. Bây giờ ta gọi nhau bằng gì cho phải? Hai người là hai thành phần, hai kẻ thù. Gọi tên như ngày xưa và công việc làm hôm nay. Mời anh. Cảm ơn. Khó thật đấy. Cuộc đời chìm nổi nghĩ cũng hay. Anh sang bờ Bắc con sông Bến Hải. Tôi lại trở về Nam cũng con sông Bến Hải. Xưa kia Trịnh Nguyễn phân tranh đã lấy sông danh làm ranh giới. Còn bây giờ chúng ta gặp nhau cũng xa lạ như hai người lính biên thủy. Lịch sử đi một vòng xoáy cho nó. Anh theo nhân vật lịch sử, anh có công nhận điều đó không? Anh nói thiếu một điều chính yếu. Trịnh hay Nguyễn hay bất cứ một sự chia cắt nào cũng đều bị lịch sử nhấn chìm xuống đáy như con sông. Xưa là sông danh, bây giờ đến lượt sông Bến Hải. Lịch sử đi lên, lịch sử sẽ lên án tất cả những ai. Tôi biết anh sắp nói ai làm ra, ai quyết định lịch sử, và lịch sử sẽ đè bẹp bất cứ ai đi ngược lại nó, đúng không? Tôi công nhận quy luật, nhưng tôi thích làm trái quy luật. Cách mạng hay phản cách mạng từ đầu đến chân cũng vậy thôi, cũng là con người có lịch sử. Anh mới đi Mỹ học được mấy năm mà đã quên hết cả nguồn gốc. Đã là người Việt Nam, không ai gọi Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Gia Long là con người của lịch sử, mà chỉ có thể gọi chúng là những kẻ phản bội tổ quốc. Hết thờ Pháp, rồi lại theo Nhật, bây giờ lại rước Mỹ vì di diệt nầy giống. Ngô Đình Diệm cũng chỉ có một tên gọi là kẻ tội phạm của lịch sử. Thôi, anh và tôi, mỗi chúng ta đều phụng thờ một lý tưởng. Nhưng dù sao, chúng ta cũng là hai con người. Cũng biết yêu, cũng biết ghét. Có lẽ ta nói với nhau những kỷ niệm hồi thơ ấu. Chắc nhẹ nhõm hơn cuộc sống hiện tại chăng? Có con người thật ra không yêu ai cả. Từ bộ quần áo, khẩu súng, đồng lương,
và ngay cả đến lệnh bắn giết vào bà con làng xóm của mình đều là của chủ Mỹ thì không thể có lý tưởng, có tình yêu, có sự căm ghét chân chính của một con người, mà chỉ có sự nhầm lẫn, mê muội, đau khổ và hoài nghi cho đến chết. Trước sau gì anh cũng vẫn là tên ngu dốt. Anh định tuyên truyền cộng sản với tôi à? Đừng nóng, cố ích cho anh hơn. Học nhiều, biết sai mà vẫn làm thì ngu dốt là ngu dốt ở chỗ đó. Im đi! Bọn bay đâu? Trên mảnh đất này, tôi có quyền tống giam bất cứ ai lăng mạ sĩ quan Cộng Hòa. Bỏ xuống xuống, đừng khiêu khích. Nhân danh đồn trưởng công an nhân dân, tôi cảnh cáo đồn trưởng cảnh sát Cộng Hòa Bờ Nam vũ trang trái phép vào đồn Liên Hợp, vi phạm điều 8 Hiệp nghị Geneva về quy chế khu phi quân sự. Tôi yêu cầu đồn trưởng cảnh sát Cộng Hòa trở lại bàn làm việc. Khá lắm. Khá lắm. Đùa các anh tí cho vui thôi. Tôi yêu cầu ghi vào sổ Liên Hợp. Tôi tố cáo cảnh sát Cộng Hòa vi phạm Hiệp nghị Geneva. Tôi đòi phân ban quốc tế điều tra, ngăn chặn ngay những hành động tàn sát trả thù những ngày kháng chiến. Đó là một sự vu cáo vô căn cứ, một sự nhầm lẫn đáng tiếc về phía bờ Bắc. Vụ giết người thứ 97, vụ thiêu sống một Nguyễn Văn Thuận, 48 tuổi, ngày 15 tháng 3, là một sự nhầm lẫn vô căn cứ sao? Không nói chuyện chính trị. Anh không lẩn tránh được đâu. Đốt phá, trả thù, giết người, không phải chính trị thì là chuyện gì? Tốt. Tốt. Tốt lắm. Đô la. Hả? Ông ta thưởng cho anh đó $5. Nghe tính trưởng của anh chị, rất hân hạnh được đón tiếp ngài. Ông ta cảm ơn sự đón tiếp của các ngài. Là một nhà nghiên cứu côn trùng học nổi tiếng, về đây ông ta hy vọng sẽ hoàn thành việc sưu tầm bộ côn trùng châu Á và thăm một thắng cảnh lịch sử của Việt Nam, cửa Tùng, vĩ tuyến 17. Xin đa tạ ngài. Cảm ơn. Cảm ơn các ngài. Ông ta cảm ơn các ngài, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Xin mời.
Dạ, xin mời ngài. Thưa ngài tỉnh trưởng, nó cũng là người cánh ta chứ ạ? Jim, đại tá tình báo, quả đấm sắt của Seiya. Hắn đã từng ở Nam Cao Ly, Lào, Congo, Syria, Ai Cập. Có chờ người đi bên cạnh hắn, đại úy tình báo Sài Gòn, thuộc cánh Cần Lao nhân vị. Bọn chúng không tin cánh Đại Việt chúng ta, chúng ta cũng phải biết cách không tin lại chúng. Thời thế nó vậy, hiểu chứ? Dạ. Tôi không vui. Bạn cần thiết thực hơn. Một sĩ quan tình báo nhìn con sông Bến Hải, phải thấy con sông Danh, sông Hồng, Dương Tử Giang và cả Volga Đông nếu cần. Công việc của bạn ở vùng tuyến đang dẫm chân tại chỗ. Dạ, tôi đã bấm sới chúng thành từng mảng. Dạ, theo lệnh ngài, tôi đã làm tất cả. Bọn chúng đã tàn rũ, đã ly tán cả tổ chức lẫn con người, cả ý nghĩa lẫn hy vọng. Đến 10 năm nữa, bọn chúng chưa chắc đã hồi tỉnh được, thưa đại tá. Xin lỗi. Một rặng tre xanh, đất nước kỳ quái này của bạn nảy mầm từ một gốc tre khô. Cộng sản sẽ đứng lên từ một cô gái làng xinh đẹp, một bà mẹ họ hay một người cùng dòng họ. Các anh đang chịu sự chỉ huy của Bắc Cộng. Cái xác tiền bí thư Cộng sản đi đâu? Ai lấy? Ai lấy xác bí thư Cộng sản? Tao. Đứa nào đem quan tài sang bờ Bắc? Tao. Đứa nào tổ chức mày? Tao tổ chức tao. Mày là đảng viên Cộng sản sao? Không, nhưng tao muốn sống chết như một người Cộng sản. Không muốn sống về với vợ con à? Hỏi ngu lắm. Chú đâu phải đảng viên mà hy sinh cho uổng mạng. Chết dễ, sống khó. Chú suy nghĩ kỹ. Còn chú đang ốm nặng, thế máy đang đợi ở cửa. Nói đi, xong rồi về. Cởi trói tao nói. Tao chỉ hầm cho. Mẹ ơi, chết uống chết dại thế này. Lại ai nuôi vợ nuôi con? Thủy thủ cái mồm mày, chết như thế không bằng con chó. Lưu Đăng, tụi bay đâu?